mình đang thả vào lại trường cái ai xây đấy bọn phố ná bàn tay nơi không đây nó cứ chưa đây đồng bọn bày đi bà bàn tay dương khơi cùng ruộng vào lại trường cái ai đã cái xuống thôn thiên tức nâng ở tôi này dùng bà trên đài cái xuống thôn thiên tức nâng ở tôi này dùng hay tí ní cứ cái thư vào lại trường cái ai bà này hay chưa vào lại trường cái ai bà này lại trường cái ai miền phơi miền ấy kích phát khoai như bà cái nhé bà này chia vào lại trường em để cái bàn thơ hào ý tức bà nó được chữ cao sầm buồn liền bà sẽ ta chia vào lại trường cái vẫn đang á vận tải nó không làm bàn bay thế nè bà nó không làm bàn bay là lấy cái đỏ hồn một với nhau nè bà lấy cái đỏ hồn một với ký một đám đám chơi là ngày năng ạ cái nhé bà chẳng dừng xua tha hai đấy bàn nẹt thơ ca mùi từng mũ bà thơ ca ở score cả lại na đây chia cả lại hàm khoát bà chia đồng bon bay đồng bon ạ pre ấy ắt đắng bà ắt vô đấy cả lại nắng lâu đó thơ cả lại chương cái ắt lui mà nó bà bái chia rót đỏ hột vô một bình bà đỏ hột đầy để chia đồng bon ạ pre đồng bon bay nắng nè bà chung vinh bằng từ lấy sám nắng chương cả lại chương cái ắt nắng có thứ có thể chào những từ nhé khát lui tự tì nhé bà khát lui ở lui cơ sầm buồn liên thơ và lại chương ép nơi đồng bọn bay bà chẳng chương đăng thà ta nẹ thơ nó có đăng phù mật xa qua phù mật xa chứ bà được có ớt hãy mấy bằng con một thơ và lại chương ép nơi đồng bọn hàm khoản chân nhé bà đang dương của chúng ta đây bóng ổn chú vị trà nào mới cho bà miền cái lãnh khá sài chìa rốt ọt miền tức pra pra hay tì tổng tái bài chi ọt thư đi bà một thư bà lại chương cái ép nơi đồng bọn bầy bà à lấy bê kì đọ hồ tớ bà lại chương cái ép nó có à xa bong dân tử bà nên cứ chỉ được mũi đáy của sọc sạch đáy 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 mà mình khá lo miền đây cái thư rồi chứ nào xung quan cái thần nông đấy nè bà đã lâu cứ đọ hột một đám đám trừ với nhau sao ta chưa phải lại dương cái này nè bà chẳng màn tha bóng phốn rương vì nơi ta nâng là rương nó phục cô là bọn bầy nhé bà cái lái vị trí chân thờ ca tất thờ ca và lái ở thờ tê một thờ và lái chân cái nơi đây là món bầy